kẻ đóng thế tổng thống Trump giúp Harris tranh luận, tiết lộ bí mật nhục nhã và thừa nhận thất bại. Quý khán thính giả thân mến, kết quả mỹ mãn, cựu tổng thống Donald Trump đã vượt qua đối thủ đảng Dân Chủ với tỷ lệ ủng hộ 49% so với 48%, trong khi 1% cử tri tham gia khảo sát cho biết sẽ có lựa chọn khác và 2% vẫn chưa quyết định. Phân tích theo độ tuổi, ông Trump dẫn trước bà Harris với 47% sự ủng hộ so với 46% trong số những cử tri từ 50 đến 60 tuổi. Khảo sát theo giới tính, cuộc thăm dò cho thấy khoảng cách rõ rệt giữa hai ứng cử viên. Trong số cử tri nam giới, ông Trump dẫn trước 21 điểm, 57% so với 36%, trong khi bà Harris giành được phần lớn sự ủng hộ của cử tri nữ với 55% so với 36%. Cuộc thăm dò cũng lưu ý, ông Trump đang dẫn trước đối thủ 7 điểm trong số cử tri độc lập, với tỷ lệ ủng hộ 45% so với 38%. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Harvard Caps, trong số những cử tri đăng ký bỏ phiếu sớm ở một số bang chiến trường, cựu tổng thống đang có lợi thế nhỏ với 48% ủng hộ so với 47% của bà Kamala Harris. Ứng viên đảng Dân Chủ Kamala Harris hôm 10 tháng 9 đã có một cuộc tranh luận với đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump do ABC News tổ chức ở bang Pennsylvania. Trước sự kiện, phó tổng thống đã tập dược với một người đóng vai Trump là Philip Rennie, 54 tuổi, cố vấn lâu năm của cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Đội ngũ trợ lý của bà Harris đã dựng một sân khấu mô phỏng để phó tổng thống và Renis có thể đứng trước bục phát biểu và thực sự đối đầu với nhau. Ông Renis đã hóa thân thành Trump từ ngoại hình, trang phục đến cách phát biểu để giúp bà Harris tập dượt cho cuộc tranh luận với cựu tổng thống. Renis 54 tuổi từng đóng vai ông Trump giúp bà Clinton tập tranh luận khi cựu ngoại trưởng tranh cử năm 2016. Ông không chỉ diễn tập về ngôn từ mà còn đặt ra cả tình huống về ngôn ngữ cơ thể. Chẳng hạn bà Clinton nên phản ứng như thế nào nếu ông Trump chủ động ôm bà trước cuộc tranh luận. Rennes kể về thời hỗ trợ Clinton. Để chuẩn bị, tôi đã xem 15 cuộc tranh luận sơ bộ của đảng Cộng Hòa và các diễn đàn của ông Trump tham dự. Tôi xem mỗi sự kiện 3 lần, lần đầu tiên theo dõi toàn bộ nội dung, lần thứ hai chỉ tập trung vào các tranh luận có liên quan đến Trump và theo dõi ngôn ngữ cơ thể của Trump trong lần 3. Tôi hiểu phong cách tranh luận của ông ấy hơn bất kỳ ai trên hành tinh này. Rennes nhận thấy ông trong năm nay có sự khác biệt. Ông ấy chuyển chủ đề nhiều hơn. Có khi đang nói về một ý này, ông ấy lại nhảy sang ý khác khi chưa hoàn tất luận điểm của mình. Ông Renis chưa từng gặp bà Harris trước khi được đội ngũ tranh cử của phó tổng thống đề nghị hỗ trợ. Rennie thực sự hóa thân thành trâm, mặc vest, đeo cà vạt đỏ như hình ảnh thương hiệu của cựu tổng thống, trang điểm đậm để có ánh cam trên gương mặt. Số tiền mà ủy ban tranh cử Kamala Harris phải trả cho một ngày tập luyện của ông này lên tới 2 triệu đô la. Tổng chi phí là 24 triệu đô la cho gần 2 tuần tập luyện. Sau đó, tôi chi khấu lại cho họ chút ít. Renis kể, họ muốn ứng viên quen thuộc với những gì sắp thấy, nghe thấy và trải qua. Điều kỳ lạ là trước cuộc tranh luận, hai ứng cử viên đều chưa từng gặp mặt. Bản thân tôi với bà Harris cũng vậy. Ngày đầu tiên trao đổi, tôi nói hân hạnh được gặp bà, phó tổng thống. 20 phút sau, tôi công kích bà ấy vì đang phá hoại nước Mỹ. Renis không nêu cụ thể quá trình tập dược, nhưng cho rằng việc đáp trả những tuyên bố vô căn cứ của ông Trump là đầy thách thức. Ông đề xuất bà Harris chọn cách tiếp cận quyết liệt hơn, tập trung vào các thông điệp chính sách then chốt thay vì bảo vệ quá trình làm việc của mình. Bà Harris đã có kinh nghiệm tranh luận từ lần đối đầu với ông Mike Pence trong mùa bầu cử năm 2020 và có nhiều kiến thức về pháp lý vì từng là công tố viên, tổng trưởng lý. Bà cũng thể hiện mình biết cách ứng phó nếu bị ngắt lời. Do đó rennis cho rằng sử dụng ngôn ngữ thẳng thắn trực tiếp sẽ có lợi cho bà harris rennis thêm rằng cái bắt tay giữa bà harris và ông trump trên sân khấu không được tập dượt trước trong tâm trí bà harris đó là điều đúng đắn quan trọng cần làm việc hành động bắt tay đó của bà khiến tôi rất khoảng sợ khi xem trực tiếp bởi nó thể hiện sự sợ hãi của bà ta bà ta cần điều gì đó giúp bà ta hết bối rối có lẽ hành động bắt tay đó của bà là một sự ngẫu hứng của những người thường sợ hãi Động thái này được giới quan sát đánh giá là nước đi thiếu khôn ngoan, được cho là nhằm thể hiện sự tự tin, sức mạnh trước đối thủ nhưng bất thành. Renis cho biết ông đã mất rất nhiều thời gian để xóa lớp hóa trang thành ông Trump. Renis ngày 11 tháng 9 đăng trên X ảnh ông đứng trong một phòng tắm nhỏ, gương mặt còn phấn đánh khỏi, trên cổ là cà vạt màu đỏ không thắt. Việc cần làm chăm sóc khuôn mặt, cắt tóc, thanh tẩy tinh thần. Renis cuối cùng đã thừa nhận chúng tôi đã nhầm to. Sau cuộc tranh luận chúng tôi ăn mừng lớn vì nghĩ đã giành chiến thắng thực sự bởi nỗ lực tập dượt tranh luận phần nào đã giúp bà harris có màn trình diễn được đánh giá tốt hơn ông trump bà harris đã buộc trump về thế phòng thủ với hàng loạt đòn công kích cá nhân ông cũng thừa nhận việc dường như được biết trước kịch bản và có sự phối hợp giữa hai điều phối viên trước đó chúng tôi đã có cuộc tập dượt chung chỉ một lần duy nhất trước ngày tranh luận chúng tôi bàn về vấn đề phá thai năng lực đảm nhiệm chức vụ và rắc rối pháp lý mà ông đang vướng phải thật không ngờ ông Trump đã rất bình tĩnh suốt 2 tiếng trên sân khấu. Đôi lúc ông ấy tỏ vẻ tức giận và đưa ra những lời đáp trả gây tranh cãi, không dẫn dụ Harris thêm hăng hái hơn. Ông Rennes thừa nhận rằng, gần 2 phần 3 thời gian trôi qua, tôi đã chợt nhận ra đây là cái bẫy mà Tổng thống Trump đã dăng sẵn. Ông ấy rất khôn ngoan và tinh vi. Để cho Kamala Harris hăng say tấn công cá nhân mà quên đi nhiệm vụ chính là phải nói cho người dân Mỹ biết rõ chính sách của bà. Tổng thống Trump cũng đã nở nụ cười sau cuộc tranh luận, Đồng thời với đó là tung ra nhiều phát ngôn đáp trả khiến truyền thông càng hăng tiếc hơn. Trong suốt một tuần, họ chỉ nói về việc Harris thắng tranh luận, tổng thống Trump sợ hãi, đủ thứ vấn đề. Đảng dân chủ đang ngủ quên trên chiến thắng, cho tới nay đã 90 ngày trôi qua và hậu quả là dân Mỹ không hiểu được bà Harris chẳng biết bà này tranh cử làm tổng thống xong rồi sẽ làm gì để xây dựng đất nước. Bà Harris cũng đã lỡ miệng nói câu chí mạng trên MSNBC News rằng chính sách của tôi về cơ bản là không thay đổi so với Biden. Đây là câu chốt hạ khiến Tổng thống Trump nở nụ cười thỏa mãn và bắt đầu tung đòn đáp trả ngay những ngày cuối cùng. Ngoài ra, nguồn thảo tin cho biết bà Harris còn nhận được cuộc gọi từ hai trợ lý truyền thông vào giờ chót trước tranh luận. Họ thông báo ông Trump đăng trên mạng xã hội thông tin người Haiti nhập cư ở thành phố Springfield, bang Ohio, đang ăn thịt thú cưng của người dân tại đây và cựu tổng thống rất có thể sẽ nhắc đến khi tranh luận. Điều họ dự đoán đã thành sự thật. Ông Trump nhắc đến thông tin này khi đề cập đến chính sách nhập cư bà harris khi đó bật cười lắc đầu và nhìn chăm chằm vào đối thủ của đảng cộng hòa trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất sự kiện cuối cùng họ đã sập bẫy trong khi đó tổng thống trump thoải mái cùng chiến dịch tranh cử của mình đã khăn gói hành trang lên đường đến từng tiểu bang gặp gỡ từng người giải đáp toàn bộ thắc mắc liên quan đến việc điều hành nước mỹ cho tất cả đều thấu thì kamala harris chỉ trù trú trong căn hầm của bà ta bà ta cho rằng đó là nơi an toàn nhất hiện tại ứng viên Cộng hòa mới là người chiếm ưu thế, cựu Tổng thống Donald Trump bác bỏ lời kêu gọi từ Kamala Harris từ chối tham gia tranh luận lần hai. Phó Tổng thống Kamala Harris đã trải qua 90 ngày với tư cách là ứng cử viên Tổng thống chính thức của đảng Dân Chủ mà không tổ chức cuộc họp báo chính thức. Tổng thống Trump đã tổ chức 6 cuộc họp báo để trả lời các câu hỏi của giới truyền thông kể từ đầu tháng 8, bao gồm một cuộc họp báo khác trong tháng này sau cuộc gặp với Thống đốc Georgia Brian Kemp về nỗ lực cứu trợ sao bão. Tổng thống Biden cũng đã tổ chức một cuộc họp báo tại phòng họp báo của Tòa Bạch Ốc vào đầu tháng này. Tại đó, ông đã nói đùa về việc quay trở lại cuộc đua năm 2024. Harris đã tăng cường các cuộc phỏng vấn của mình trong những tuần gần đây, bao gồm cả việc tham gia các chương trình phát thanh, trò chuyện riêng với một đài truyền hình Philadelphia và xuất hiện thân thiện với The View, Stephen Colbert và Howard Stern. Nhưng về thời điểm bà thực sự tổ chức họp báo chính thức với tư cách là ứng cử viên thì ngày đó có thể sẽ không bao giờ đến, ít nhất là khi bà vẫn còn là ứng cử viên. Người dẫn chương trình đài phát thanh bảo thủ Libra George Bonilla cho rằng Harris nên tổ chức cuộc họp báo nhưng cho biết điều đó gần như không liên quan vì bà vẫn được miễn trừ. Bonilla nói với Fox News Digital rằng rất khó có khả năng bà ấy sẽ tổ chức họp báo vì giới truyền thông đã cho phép và khuyến khích chiến lược tầng hầm bằng kính của bà ấy. Trong đó, bà ấy duy trì ảo tưởng rằng mình đang ở ngoài đó nhưng vẫn hoàn toàn không tiếp cận được với báo chí và do đó không phải chịu trách nhiệm. Trong cuộc phỏng vấn tại Philadelphia, khi được hỏi về chi tiết chính sách kinh tế, bà đã trả lời rằng mình xuất thân từ tầng lớp trung lưu và đã nhận phải nhiều chỉ trích gây gắt. Bạn biết đấy, tôi lớn lên trong một khu phố mà những người dân rất tự hào về bãi cỏ của họ. Cô nói, và tôi được nuôi dạy để tin tưởng và biết rằng tất cả mọi người đều xứng đáng được tôn trọng và rằng chúng ta là người Mỹ có một tính cách tuyệt vời. Bạn biết đấy, chúng ta có tham vọng, khát vọng và ước mơ, nhưng không phải ai cũng nhất thiết có thể tiếp cận được các nguồn lực có thể giúp họ nuôi dưỡng những ước mơ và hoài bão đó. Vì vậy, khi tôi nói về việc xây dựng một nền kinh tế cơ hội, tôi thật sự muốn đầu tư vào tham vọng, nguyện vọng và đạo đức nghề nghiệp đáng kinh ngạc của người dân Hoa Kỳ, đồng thời tạo ra cơ hội cho mọi người, ví dụ để khởi nghiệp kinh doanh nhỏ